Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp về công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Hội nghị giao ban báo chí quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 2024. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thời gian qua, chuẩn bị phương án trường lớp, đội ngũ giáo viên cho năm học mới 2024-2025. Phóng sự phong trào giúp nhau thoát nghèo ở huyện vùng cao Nam Trà My. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành và địa phương liên quan về tình hình triển khai kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Trong đó có việc triển khai chương trình tại 6 huyện nghèo gồm Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, cuộc họp có ý nghĩa quan trọng nhằm nhìn nhận, đánh giá khách quan về tình trạng giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 còn thấp, chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng sử dụng nguồn vốn và công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là các huyện miền núi nghèo của tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia chậm, trách nhiệm thuộc về ai, từ đó đề ra giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, từ nguồn vốn thực hiện của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, bao gồm vốn năm 2022-2023 kéo dài trên 3,52 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho các đơn vị địa phương gần 3,1 nghìn tỷ đồng, đạt 87,9%. Trong đó, vốn đầu tư phân bổ đạt 98%, vốn sự nghiệp phân bổ đạt 93%. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2024 đã giải ngân gần 547 tỷ đồng, chỉ đạt 16%. Riêng tổng nguồn vốn thực hiện của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn 6 huyện nghèo, bao gồm vốn kéo dài gần 2.255 tỷ đồng, chiếm 64% vốn chương trình mục tiêu quốc gia toàn tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân các huyện đã phân bổ chi tiết trên 2.000 tỷ đồng, đạt 93%. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2024, đã giải ngân trên 438 tỷ đồng, chỉ đạt 19%. Tại cuộc họp, các địa phương, sở, ngành tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân, hạn chế, dẫn đến việc giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia chậm trễ. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như công tác chỉ đạo thực hiện của nhiều địa phương còn chậm. Những tháng đầu năm 2024, các địa phương chủ yếu tập trung vào việc thông qua danh mục đầu tư, các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để tham mưu phê duyệt và phân bổ vốn. Nhiều đơn vị vẫn còn chậm trễ trong hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cho các dự án, như phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, đấu thầu, thực hiện dự án. Một số dự án còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương miền núi do ảnh hưởng của địa hình đi lại khó khăn và điều kiện thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến công tác thi công các dự án. Tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là các xây dựng, đất san lấp, nhiều dự án vướng quy hoạch đất rừng chờ điều chỉnh, nhiều cơ chế, chính sách vướng quy định của Trung ương. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức giao ban báo chí quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3. Dự giao ban có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Xuân Ca. Trong quý 2 2024, công tác lãnh chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh luôn kịp thời, có trọng tâm trọng điểm. Thông qua hàng nghìn tin bài phóng sự, báo chí đã tuyên truyền phản ánh trên tất cả các mặt của đời sống chính trị xã hội và có trọng tâm trọng điểm, sản xuất được nhiều bài viết chuyên mục chuyên đề tuyên truyền sâu về công tác xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Công tác tuyên truyền phản biện xã hội, thông tin phản hồi các vướng mắc của đời sống xã hội được quan tâm với những bài dài kỳ sâu sắc. Chất lượng nội dung, bài viết, kỹ thuật, hình ảnh được các cơ quan báo chí chú trọng đầu tư,
Tính năng thông tin tuyên truyền trên liên kết mạng xã hội được phát huy. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như việc cung cấp thông tin báo chí của một số đơn vị địa phương chưa được chú trọng thực hiện kịp thời, hoạt động báo chí vẫn còn diễn ra tình trạng giật tít, câu view, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng. Theo định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3, báo chí cần tập trung bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, định hướng tuyên truyền phản ánh kịp thời toàn diện các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội, các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn. Phát biểu tại hội nghị giao ban, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Xuân Ca đánh giá cao hoạt động của báo chí trong quý 2 và cho rằng báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối, phát huy được hiệu quả thông tin tuyên truyền. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Xuân Ca mong muốn các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác định hướng trong quý 3 để làm tốt công tác tuyên truyền, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thời gian qua, bàn phương án trường lớp, giáo viên chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan ở tỉnh. Năm học qua, mạng lưới cơ sở giáo dục được rà soát sắp xếp phù hợp với tình hình của mỗi địa phương để tăng nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm các điều kiện tốt nhất đưa trẻ tới trường. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non tăng lên so với năm học qua, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được nâng lên, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em thuộc đối tượng chính sách được quan tâm, hỗ trợ để giảm bớt khó khăn đến trường lớp mầm non. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên biệt thay cho xét tuyển, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Năm học mới 2024-2025 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đào tạo cơ bản ổn định với 725 trường học các cấp. Toàn ngành đang tập trung công tác chuẩn bị cho năm học mới, gồm tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị. Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục Đào tạo kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, huyện Tây Giang, Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn và trường Trung học phổ thông Quế Sơn, bổ sung nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị trung học phổ thông hiện nay mới chỉ đạt 9,8% nhu cầu. Sau khi nghe ý kiến của các sở ban ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo quan tâm rà soát, chuẩn bị tốt phương án về đội ngũ, thực hiện hợp đồng giáo viên đúng quy định để đảm bảo cho giảng dạy ngay từ đầu năm học, đồng thời sớm tổ chức thi tuyển viên chức đối với chỉ tiêu chưa sử dụng. Về cơ sở vật chất, để phục vụ yêu cầu tổ chức giảng dạy, không ảnh hưởng đến việc dạy, học. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo nhanh chóng làm việc với chủ đầu tư là các trường trung học phổ thông, đưa ra giải pháp đầu tư, cam kết tiến độ thực hiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các kiến nghị liên quan đến kinh phí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản đồng ý và yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch, tính toán phân kỳ ưu tiên hợp lý, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Sáng nay, Trường Đại học Quảng Nam công bố quyết định tuyển dụng viên chức của trường năm 2024. Tại buổi công bố quyết định, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, đã trao quyết định công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức của trường cho 17 thí sinh trúng tuyển. Trong đó có 16 thạc sĩ ở vị trí việc làm giảng viên, một cử nhân ở vị trí việc làm chuyên viên thanh tra pháp chế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương chúc mừng và đề nghị các thí sinh trúng tuyển viên chức hoàn thành hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Theo Trường Đại học Quảng Nam, năm 2023, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2547 QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 với 40 chỉ tiêu tuyển dụng, 39 giảng viên và một chuyên viên thanh tra pháp chế ở 24 vị trí việc làm. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thành lập chi bộ đoàn luật sư tỉnh. Tham dự lễ công bố có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Thị Hà,
cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng đảng ủy khối. Tại buổi lễ, đảng ủy khối đã công bố quyết định số 673, theo đó ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan quyết định thành lập chi bộ đoàn luật sư tỉnh trực thuộc đảng ủy khối và chỉ định đồng chí Vũ Minh Thương, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh làm bí thư chi bộ. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hà, phó bí thư thường trực đảng ủy khối, chúc mừng sự ra đời của chi bộ đoàn luật sư tỉnh và cho rằng việc thành lập chi bộ đoàn luật sư thể hiện sự quan tâm và khẳng định việc tăng cường lãnh đạo của đảng đối với tổ chức xã hội nghề nghiệp theo tinh thần chỉ thị số 17 và nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đội ngũ đảng viên trong đoàn luật sư tỉnh hiện có 19 đồng chí. Tuy nhiên, đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ doanh nghiệp hoặc nơi cư trú. Việc thành lập chi bộ đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất toàn diện của đảng đối với tổ chức và hoạt động của đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam. Sáng nay 29 tháng 7, Ban Dân vận Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2024 cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận đảng ủy, cán bộ không chuyên trách công tác dân vận 13 xã phường và bí thư tổ trưởng tổ dân vận 85 thôn, khu phố trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cùng một số báo cáo viên Thành ủy Tam Kỳ thông tin tổng quan về công tác dân vận theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, kỹ năng nắm bắt tình hình nhân dân, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình nhân dân, những nội dung cơ bản và một số điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nội dung phương thức thực hiện công tác dân vận khéo, đồng thời quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, thành phố liên quan đến công tác dân vận. Qua đây nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thành phố và cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Sáng nay, Hội người khuyết tật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, vừa qua những khó khăn về vấn đề kinh phí, Hội người khuyết tật tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người khuyết tật được triển khai hiệu quả. Hội phối hợp các tổ chức hội thành viên phát động và kêu gọi được nhiều phần quà tổng giá trị 1,6 tỷ đồng, thăm Tết động viên người khuyết tật đặc biệt nặng. Hội cũng vận động được nhiều tổ chức hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng, thiết bị vệ sinh, cải tạo lối đi, xe lăn, xe lắc tay, hướng dẫn tập luyện chăm sóc y tế tại nhà cho người khuyết tật, tổ chức bán hàng tiêu thụ sản phẩm của người khuyết tật. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ triển khai các hoạt động hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến ý kiến của dư luận về diện mạo khác lạ của di tích chùa Cầu sau trùng tu, lãnh đạo thành phố Hội An khẳng định việc trùng tu di tích chùa Cầu thực hiện đúng hồ sơ giấy phép, đảm bảo nguyên tắc trùng tu. Lần đại trùng tu này đem đến sự bền vững cho di tích, đó là điều quan trọng nhất và giữ được các yếu tố gốc tối đa nhất. Tuy nhiên, những ý kiến về vấn đề màu sắc di tích sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thời gian từ nay đến ngày 3 tháng 8, lễ khánh thành, có thể pha lại màu sắc như thế nào cho ít thay đổi nhất. Chùa Cầu là di tích quốc gia đặc biệt, là biểu tượng của quan hệ giao lưu Việt Nam-Nhật Bản. Sau hơn 400 năm tồn tại, di tích này đã qua 7 lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 1986. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, phong trào giúp nhau thoát nghèo đã và đang được nhân rộng. Trong đó, việc bà con chia sẻ hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh, rồi hướng dẫn cách chăm sóc, hình thành cả tổ tự quản bảo vệ sâm Ngọc Linh đã và đang là một cách làm hay, mới và phù hợp với văn hóa phong tục tập quán của đồng bào Xê Đăng vùng cao. Mới đây nhất là câu chuyện của vợ chồng thanh niên Hồ Văn Giống đã tự nguyện hỗ trợ 200 cây giống sâm Ngọc Linh trị giá hơn 100 triệu đồng để bà con cùng vươn lên thoát nghèo. Con đường từ nhà đến vườn sâm của gia đình anh Hồ Văn Giấu phải mất hơn 1 giờ đồng hồ ngược núi. Đều đặn hàng tuần, đôi vợ chồng người thanh niên Xê Đăng này lại đến thăm, kiểm tra và chăm sóc vườn sâm Ngọc Linh của mình. Hôm nay, thêm một công việc mà anh Giấu tiến hành nhiều năm qua, đó là kiểm tra, hướng dẫn các thanh niên được vợ chồng anh hỗ trợ sâm để thoát nghèo. Hồ Văn Đoàn ở làng Tắc Răng là một trong hàng chục thanh niên được anh Giấu hỗ trợ sâm cách đây 3 năm. Giờ vườn sâm của Đoàn đã phát triển tốt và đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Đầu tiên thì cũng cảm ơn anh hỗ trợ cho em cây giống. Qua 5 năm chăm sóc thì đã bông đã hạt. Chung là qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ thì cũng đã có kết quả. Cây thì cũng đã trưởng thành và có cho bông,
cho hạt. Để cho năm nay thì cũng chín để cũng thu hoạch hạt để gieo ươm lại có năm sau thì gieo ra giống một tuổi để tiếp tục nhân giống. Chừng 10 năm trước, gia đình anh Hồ Văn Dấu cũng thuộc diện hộ nghèo của xã Trà Linh. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo làm giàu, Dấu đã đi cõng hàng thuê, tiết kiệm tiền mua giống sâm Ngọc Linh để trồng. Nhờ chịu khó làm ăn, biết tiết kiệm chi tiêu, chăm sóc tốt vườn sâm Ngọc Linh của mình, giờ đây vợ chồng người đàn ông xe đăng này đã có trong tay một vườn sâm với diện tích khá rộng. Điều đáng trân trọng ở anh Dấu là không chỉ biết vươn lên thoát nghèo mà anh còn sẻ chia với những hộ khó khăn, già cả, neo đơn, tật nguyền, có điều kiện vươn lên. Mỗi năm, Hồ Văn Dấu trao từ 20 đến 100 cây sâm giống cho bà con. Và mới đây nhất, anh đã trao 200 cây sâm giống từ 1 đến 2 năm tuổi, trị giá trên 100 triệu đồng để giúp bà con cùng phát triển cây sâm Ngọc Linh và vươn lên làm giàu. Anh Dấu từ trước đây đã hỗ trợ nhiều hộ dân là hộ tàn tật, hộ neo đơn, hộ khó khăn. Trong thời gian em nhận được 20 cây sâm rất vui và chăm sóc rất tốt. Thì cùng nhau thoát nghèo với vợ chồng anh Dấu rất tốt, đoàn kết với mấy hộ dân và lại mấy trong nhóm. Riêng cái việc mình trao tặng quà tình nguyện cho những hộ khó khăn hơn mình thì đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng để giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau phát triển trong cuộc sống. Vợ tôi cũng đồng ý là sẽ hỗ trợ trao tặng cho bà con giống sâm. Tuy không nhiều nhưng mà có ít lòng nhiều để giúp đỡ lẫn nhau, cũng như giúp đỡ đoàn viên thanh niên còn khó khăn, những bà con, rồi anh em trong nhóm hộ, bản thân cũng là trưởng nhóm quản lý 44 hộ, rồi thì bản thân cũng quản lý được 7 năm rồi. Bà con cũng có cái tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống. Với tấm lòng sẻ chia, bao dung của mình dành cho bà con, chàng thanh niên xe đăng Hồ Văn Dấu được dân làng tin yêu. Tuy mới ngoài 32 tuổi đời, song Dấu đã được cộng đồng người xê đăng ở làng Tắc Hờ Răng bình chọn làm trưởng chốt trồng sâm với 44 hộ tham gia. Những năm gần đây, việc phát triển diện tích sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My không ngừng mở rộng. Trong đó, ngoài sự đầu tư của đảng, nhà nước, các doanh nghiệp, thì với tinh thần sẻ chia của các thanh niên như Hồ Văn Dấu cũng đã và đang góp phần rất lớn trong bảo vệ, gìn giữ, phát triển sâm Ngọc Linh, sản phẩm quốc bảo của Việt Nam. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ít phút sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 63 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Prao mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 67 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió nhẹ.